Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình, và mình là Lapsutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình có săn thêm một ít cái que của quỳ lửa, ngọc Ender cũng như là nước mắt gas ấy. Tại vì trong ngày hôm nay thì mình sẽ dự định chiến đấu lại với con rồng Ender bằng cách triệu hồi nó ấy. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vào trong nhà và chế tạo những cái Valiant trước. Ở đây mình còn một ít cái ngọc Ender nữa nè. Rồi giờ thì mình sẽ đổi cái que quỳ lửa này thành cái bột quỳ lửa trước. Kế tiếp thì mình sẽ đổi thành cái mắt của Ender. Đây mình cần khoảng 4 cái để triệu hồi được con rồng. Kế tiếp thì mình sẽ lấy thủy tinh ra. Đây mình còn một ít thủy tinh ở đây nè. Rồi giờ thì chế tạo thôi. Để mình xem công thức của nó một cái. Đây công thức của nó đây. Mình làm được 4 cái Valiant rồi. Và trong thời gian giữa hai tập á, mình cũng chuẩn bị sẵn những cái amulet nè, để bây giờ mình có thể bắt bé rồng skeleton của mình ấy. Tại vì mình có ấp quả trứng rồng ở dưới này nè, chắc giờ cũng đã nở rồi đó. Giờ thì dẫn em ấy lên trên thôi. Đó, ui ui, bé rồng của mình hả? Ui chết rồi, mình bỏ bé này ở dưới đây quá trời đói nè. Ô tội nghiệp ghê luôn á. Ở dưới đây nở nào mình không hay. Ui rồi rồi, giờ chúng ta cùng nhau ngắm rồng xương nha các bạn. Wow, ui đây là rồng xương sao? Ui mình nhìn thấy quả tim rồng nè. Ô đúng là rồng xương có khác. Để mình, ui mình chưa có cái yên cưỡi, để mình vào trong mình chế tạo một cái yên cưỡi coi. Không biết trong nhà còn yên cưỡi không ta? Mình nhớ là còn á. Yên cưỡi coi. Đừng nói, à đây đây, yên cưỡi còn rất là nhiều nè. Rồi, ra ngoài cho bé một cái yên cưỡi nào. Ui, không ngờ bây giờ lại lớn như vậy rồi hả? Ui, còn đang đói nè, ăn thêm đi bé ơi. Đó. Wow, đây là rồng rồng xương nè, ngầu thiệt. Ô, ưu xịn xịn nghe luôn á. Ơ, hình như rồng xương đi xuyên tường được. Ui ui, rồng xương đi xuyên tường được các bạn ơi. Ồ vậy thì hay quá. Và các bạn có thấy ở phía trước ngực của bé rồng có cái màu đỏ đỏ giống như cái quả tim rồng vậy á. Rồng xương khá hay á. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra giới tính coi, nãy mình không có để ý là rồng được hay cái nữa. Ồ đây là rồng xương cái. Vậy là sắp tới mình cần phải ấp thêm một quả trứng rồng xương nữa để kiếm thêm rồng xương được cho bé rồng của mình nhá. Rồi tạm thời thì cho bé này ở đây. Còn cái rồng lửa của mình còn rất là bé nè, mình không hiểu tại sao rồng xương lại lớn nhanh như vậy á. Rồi ăn vô đi. Bé này ui. Bé tẹo mà cũng cho vô amulet được nữa hả? Rồi tạm thời thì giờ amulet nha, một xíu đem qua bên kia để sống chung với mấy bé rồng còn lại. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà ngủ một giấc trước cái đã, rồi sau đó mình sẽ qua bển và làm công việc tiếp theo nhá. Trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ tiến hành việc giao phó giữa mấy bé rồng ấy, tại vì mình muốn có những quả trứng rồng khác nhau. Bây giờ mình sẽ qua cái khu vực căn cứ bên kia. Đây căn cứ đây. Đó, và rồng lá của mình trong thời gian giữa hai tập cũng đã rất là lớn rồi. Nhưng mà mấy sợi dây này hình như hơi dở một xíu. Mấy bé kỳ lân một xíu là chạy mất tiêu à. Thành ra mình phải kiểm tra thường xuyên á. Rồi giờ kiểm tra nào. Ô đang đói nè, ăn vô đi. Đó, bé này cũng vậy. Rồi từ từ khi nào hai bé này lớn hơn một xíu nữa thì mình sẽ cắt vải và chế tạo giáp nhá. Rồi. Ui. Ủa nãy mình cho mấy bé này ăn nhầm cá hay sao á? Hình như ăn cá thì mấy bé rồng sẽ giao phối với nhau á. Chưa, bây giờ mình sẽ bay qua đây một cái nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho rồng Moonlight với rồng lửa đi, tại vì hai bé rồng này gần nhau. Và coi giới tính cái đã. Đây là rồng cái. Đây là rồng đực, rồi ok luôn. Chưa, no chưa đã. Đó, hiện tim rồi nè. Ồ, đang tiến lại bé rồng này nè. Coi có chuyện gì xảy ra không nha các bạn. Ồ, coi có đẻ trứng không. Chưa, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nào. Ủa, lại gần rồi sao không có hiện tim gì vậy? Thông thường những con vật giao phối thì sẽ hiện ra trái tim á. Nhưng mà mấy rồng này thì không có hiện tim ra. Ủa kỳ vậy ta, chưa để mình dẫn mấy này ra coi. Ủa hay là mình phải cho bé rồng cái ăn mới được, tại vì rồng cái sẽ đảm nhiệm cái việc đẻ ấy. Vậy là không có đẻ được rồi. Để mình thử với cặp rồng còn lại coi. Đây là rồng Sunlight đực. Và bên đây là rồng băng cái đúng không? Mình nhớ không lầm hình như là rồng... Ui rồng băng đực luôn. Ủa gì là ở đây hết rồng cái rồi hả? À đây rồng cái nè. Chưa, giờ mình sẽ cho bé rồng cái nè ăn một cái. Rồi tiền bạn đi. Đúng rồi, lại rồng băng nào. Ui đi đâu vậy?
Ủa, à, bé rồng này kén với ta, đi ngang rồng băng nè, đi ngang rồng xanh lai không thèm ghé vào luôn. Để coi coi bé này sẽ chọn rồng nào nhá. Ui đừng nói chọn rồng sấm sét nhá. Ui hình như chọn rồng sấm sét rồi, coi rồng sấm sét là rồng được hai cái nào. Rồng sấm sét là rồng được. Ồ, vậy là kết bé rồng sấm sét à. Ủa hay phải ngồi đợi cho hai bé này phát sinh tình cảm ta. Chưa chưa đi mình cho bé này ăn luôn coi. Đó, rồi. Coi coi có hiện tim không. Ui hai bé nhìn nhau kìa. Ủa nhưng mà sao không có hiện trái tim ra. Để mình xuống dưới đây mình tìm coi. Ủa dưới đây không có trứng luôn. Kỳ vậy ta. Ừ, chắc phải mất một khoảng thời gian á. Rồi giờ mình sẽ qua đây kiểm tra coi còn rồng đực với rồng cái nào không nhá. Rồng Enchant thì sao? Enchant là rồng cái nè. Rồi rồng nước là đực đúng không? Được luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ cho hai bé này ăn. Rồi. Ui tội nghiệp bé rồng này vậy. Ồ thích bé rồng. Rồng bầu trời à. Ủa không thích hả? Vậy là thích rồng băng đúng không? Ồ hình như thích rồng băng rồi. Ui tội nghiệp bé rồng Arthur không. Rồi đến với nhau đi. Hử? Không chịu luôn. Giờ chịu rồng xanh lai đúng không? Đúng rồi. Giờ là chịu rồng xanh lai rồi. Cho rồng xanh lai ăn luôn nha. Rồi mình cũng gần hết cá rồi phải không? Ui ui. Ui đi đâu vậy? Dẫn nhau đi đâu vậy? Ui ui, dẫn nhau. Dẫn nhau đi đâu vậy? Ôi thôi 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 thôi, đừng 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 đừng. Người ta có đôi có cặp rồi. Ui mình cản không được. Ui, thiệt tình người ta đang có đôi có cặp với nhau à. Tự nhiên lại đây làm gì? Rồi coi coi, đây có đẻ trứng chưa? Hình như vẫn chưa đẻ trứng các bạn ơi. Ồ, vậy là biện pháp ăn cá này không có hiệu quả rồi. Hình như bé mấy mấy bé này không chịu ăn cá để kiểu như là đẻ trứng với nhau rồi. Tiếc vậy ta. Rồi, trong lúc này thì chắc mình sẽ cho bé rồng lửa con này ra ngoài để sống gần rồng lửa bự này nhá. Đây, ở đây đi. Đó, sau này chắc mình sẽ đổi giới tính cho bé rồng này á, tại vì có rồng lửa được lửa này là lửa đực rồi, phải có thêm một con cái nữa thì nó mới đủ một cặp. Còn rồng xương thì mình sẽ để bên ngoài để cho rồng đỏ của mình bảo vệ nhá. Rồi, ở đây nè. Đó, rồng xương của mình nhìn đẹp ghê luôn á, nhìn xuyên vào bên trong luôn nè các bạn. rất là thích luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ cho mấy bé rồng này ăn một cái. Ủa mấy bé này no bụng hết trơn rồi. Mình cũng thường xuyên cho ăn mà nên mấy bé này không có sợ đói đâu các bạn ơi. Rồi ăn đi, rồi chắc no hết rồi đó. Còn bây giờ chắc mình sẽ đi qua cái khu vực Điền nha các bạn. Nhưng mà trước khi đi thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp rồng cái đã. Hôm trước thì mình có chế tạo một thanh kiếm rồng rồi. Và cây kiếm rồng này thì mình sẽ hạn chế sử dụng ấy. Tại vì sức mạnh của nó thì quá là khủng khiếp đi. Đó, cho nên mình không có lạm dụng nó trong việc chiến đấu đâu. Mà chỉ chiến đấu với những con boss thôi. Rồi và để sử dụng thanh kiếm này và phát huy toàn bộ sức mạnh của nó thì mình cần phải có một bộ giáp nữa. Và bộ giáp này thì mình sẽ sử dụng những cái Ủa đâu rồi ta? Đây 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 những cái ngọc rồng này. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái nón trước. Đó, đây chính là cái Draconic Helm này. Đây là cái nón đó các bạn. Rồi mình sẽ đội vào thử nha. Đó, các bạn nhìn kìa. Đây chính là ngọc rồng ở phía trước mặt đó. Rồi giờ tới cái ủng nào. Rồi cái ủng đó, màu sắc thì không có gì nổi bật đâu nhưng mà sức mạnh thì khỏi phải bàn luôn. Kế tiếp là một cái áo. Và cuối cùng là một cái quần. Rồi như vậy thì mình đã full set đồ rồi. Giờ thì mình sẽ thử mặc full set này vào nhá. Các bạn có thấy gì chưa? Đây chính là bộ giáp rồng thực sự của kỵ sĩ rồng đấy. Và với bộ giáp này á, thì mình sẽ chiến đấu rất là khỏe luôn. Nhưng mà đổi lại một cái là mình sẽ rất là mau đói. Mình dính hiệu ứng đói này. Thành ra mình phải có một nguồn thức ăn ổn định hơn thì mới có thể chiến đấu lâu dài được. Ngoài tốc độ, nhìn trong bóng tối, kháng cự thì mình còn có thêm nhảy cao nữa. Rất là tốt luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ lượn vài vòng cái đã. Và cái này giống như mình đang đội một cái đầu rồng vào á. Có những cái nanh của rồng nữa kìa. Rồi giờ thì mình sẽ thử tìm một cái con rồng nào đó mình tiêu diệt thử nhá. Lần này thì chắc mình sẽ tạm thời cởi cái áo ra đi. Đó để chúng ta có thể di chuyển ở trên không. À khoan khoan khoan. Ồ lần này mình sẽ có cách di chuyển mới rồi. Mình sẽ không dùng cánh nữa, vẫn mặc full giáp rồng bình thường. Nhưng mà mình sẽ sử dụng một cây chổi thần đi.
Đó, có chỗ thần ống rài chưa có lái nè. Lâu quá sợ quên cách lái á. Rồi, giờ thì sử dụng giỏi thần chúng ta cùng nhau tìm một con rồng mà hoang dã để tiêu diệt nhá. Rồi, đi thôi. Kỵ sĩ rồng, cưỡi chổi rồng. Ủa, à không, cái chổi phù thủy thôi, chứ không phải chổi rồng. Rồi, giờ tìm một cái hang rồng hoang dã nào. Mấy con rồng hoang dã thì chắc nó cũng xuất hiện nhiều ở quanh làng nè. Bây giờ mình cần phải mang lại sự bình yên cho ngôi làng của mình mới được. Và để kiểm tra nào. Hôm trước mình có để ý ở bên đây có một vài con rồng mà ta. Ồ, hôm nay sao không thấy con nào hết vậy? Kỳ vậy. Giờ mình sẽ lượt. Ui ui, đây nè, đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là hang ổ của một con rồng. Và ủa, hình như cái hang này hôm bữa. Ui ui. Ồ, chưa chưa chưa, con này nó chưa bỏ đi. Đây là một con rồng mà bronze. Rồi, giờ mình sẽ đáp xuống đây một cái. Rồi, cùng nhau chiến đấu thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó tấn công mình trước một phát coi nó đánh mình mất bao nhiêu máu nhá. Đây là bộ giáp khỏe nhất rồi, giờ mình sẽ ăn qua một cái. Ủa, đánh đi đánh đi. Hay 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 rồng ơi, đánh đi đánh đi nè, đánh đi. Đó đó đó, các bạn thấy nó cạp mình chưa? Ồ, nó vừa gấp mình vô mỏ nó kìa, nhưng mà đâu có sao đâu. Ủa, rồng không biết phun lửa hả? Đó đó đó, nó cạp mình kìa. Đấy, đây chính là bộ giáp thực sự của kỵ sĩ rồng đó các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình sẽ cho nó cạp thêm một lần nữa trước khi nó nằm xuống nhá. Rồi, cạp thêm một lần nữa đi. Cạp đi, cạp đi. Đúng rồi. Ui, cạp hụt nữa. Cạp đi. Ui, cạp cũng hụt nữa. Nè, cho cạp nè. Nè. Cạp đi. Sao chạy? Chưa đánh mà. Hay, 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 hay. Hay rồng. Hay rồng ơi. Ôi. Mình lỡ khèo bé này một cái rồi, giờ nằm một đống rồi nè. Đó, đó chính là sức mạnh thực sự của kỵ sĩ rồng đó các bạn ơi. Nhưng mà con rồng này mình nghĩ chưa phải là đối thủ đâu. Mình dự định rồng Ender chính là đối thủ đầu tiên của mình ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau kiểm tra coi bé rồng này có rơi ra cái gì không nhá. Không biết có rơi ra trứng không ta. Chắc hiếm lắm mới rơi á. Có vẻ không rơi ra trứng rồi. Nhưng mà không sao, không sao. Đấy, các bạn thấy được sức mạnh của bộ giáp này chưa? Còn giờ thì chắc mình sẽ cất đồ vào trong cái rương Suker này, rồi chúng ta cùng nhau qua khu vực The End để chiến đấu với rồng Ender nhá. Ok, cảm ơn, mình đã di chuyển tới cái cổng kết thúc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống cánh cổng này và tạm thời gỡ cái khiên ra đi. Mình chiến đấu bây giờ không cần khiên đâu. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiêu diệt con rồng Ender đầu tiên thôi. À không, thứ hai chứ. Rồi, xuống thôi. Và xuống đây thì mình cần phải có hứa đê bay cái đã. Và phương tiện của mình đó chính là chổi nhá. Rồi, tạm thời đi thôi nào. Và khi tới đây thì mình cần phải triệu hồi rồng ra cái đã. Ui. Chưa 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 chưa. Cái con Enderman này dám làm phiền mình hả? Mình chỉ là một kỵ sĩ rồng cho nên những con này không được làm phiền mình. Rồi, giờ thì mình sẽ tiêu. À, mà quan khoan khoan đã, mình phải đập những cái khối này ra để chúng ta triệu hồi rồng cái đã. Để không thôi thì nghi thức nó sẽ không có thực hiện được đâu các bạn ơi. Rồi, giờ thì đập những cái khối này ra. Và cái cây kiếm rồng này thì nó cũng tương tự như. Ui. Ui, mình trượt chân, mình mình về nhà luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái khu vực end portal cái đã. Đây, xuống dưới lại nào. Ui. Trượt chân một cái về nhà luôn chứ. Rồi, giờ lại đây và chúng ta cùng nhau mở cái nghi thức thôi. Và đây là chính là tàn tích hôm trước nè. Con rồng kia nó phá quá, thành ra nó hư hết mấy chỗ này rồi. Ui, trên kia còn kinh nghiệm kìa. Ui, không được bỏ, không được bỏ, phí lắm. Nó một cấp liền, hai cấp liền. Wow, còn kinh nghiệm, lượm vào 52 level nè. Suýt nữa thì mình bỏ sót kinh nghiệm rồi đó. Rồi, giờ thì mình sẽ ăn vào một cái đã. Bộ giáp này nó quá là mạnh đấy, thành ra nó hút cái sức mạnh của mình bằng cách là lấy đi thức ăn ấy. Cho nên mình phải có nguồn thức ăn nhiều vào mới được. Rồi, giờ thì mình sẽ đập những khối này ra. Và chúng ta cùng nhau mở nghi thức thôi. Ở đây. Ở đây và triệu hồi rồng. Rồng đang được triệu hồi các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử sức mạnh với con rồng Ender nhá. Và những cái khối Obsidian này nó đang kích hoạt những cái pha lê hèn lên. Ở lần này mình chiến đấu mà không cần tiêu diệt những cái pha lê hèn luôn nè. Để coi coi cây kiếm này có đủ sức mạnh để có thể hạ gục một con rồng chỉ với một hit thôi nhá. Và hiện tại nó chỉ mới level 1 thôi. Mình có thể nâng cấp nó lên đó, nhưng mà khoan, từ từ cái đã. Giờ mình sẽ thử với cấp độ 1 trước. Rồi, mình đã mở khóa thêm thành tựu lại kết thúc rồi ư rồi kìa. Rồi, giờ mình sẽ thử với bát bắn của con rồng này.
Có vẻ sức mạnh của con rồng này là chưa đủ để có thể gây được sát thương cho mình rồi. Và mình xin nhắc lại là mình không có sử dụng set đồ này thường xuyên đâu. Mình chỉ sử dụng nó trong mục đích là đánh với những con boss ấy. Tại vì đây là set đồ chuyên dụng để chúng ta có thể tiêu diệt được những con rồng mà. Rồi, giờ thì mình sẽ coi mình dập lửa cái chỗ này cái đã. Dập lửa chỗ này, dập ở đây, tương tự ở đây và cuối cùng là ở bên đây. Sau đó thì mình sẽ đợi con rồng này đáp xuống nhá. Mình có cách nè. Nếu bây giờ mình tiêu diệt nó thì lại quá sớm các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ thử dùng chổi đi. À không, dùng cái ngọc Ender mình phóng lên trời được không ta? Phóng lên một cái trụ đi. Ui, mình không phóng ngọc Ender được. Ui, tiếc quá rồi. Kệ mấy con Enderman ở dưới đi. Mình sẽ bay lên trên và tiêu diệt con rồng này nhá. À mà thử với mấy cái pha lè này trước đã. Mình coi nó có nổ ngỏm không. Vì đây là bộ đồ chuyên dụng nên cái pha lè này không thể nào gây sát thương cho mình được luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, bẻ cua. Tiêu diệt bằng cách này cũng khá hay á. Dùng chổi các bạn ơi. Coi nào. Kỳ sĩ rồng mà toàn dùng chổi cơ mà. Không có mang theo rồng á. Tại vì mình muốn chiến đấu một mình thôi. Cái bé rồng mình không muốn. Ui, mình thì không sao. Nhưng mà chổi của mình thì sẽ bị rơi ra khi mà bị nó nổ ấy. Suýt nữa thì rớt xuống dưới rồi. Rồi giờ thì đáp lên đây một cái nè, cho con rồng nó bay lượn một xíu đi. Chứ mới triệu hồi người ta. Úi da, mới triệu hồi ra lại vào nữa thì kỳ lắm. Rồi tiêu diệt nào. Đó, còn mấy cái pha lê nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái thôi à. 5 cái thì mau rồi. Xuống đây nào. Và những cái thông thường á, những cái bị rào như vậy là mình rất là mất thời gian để có thể phá được ấy. Mà với set đồ chuyên dụng thì chỉ cần đáp ở trên và chém một cái thôi là xong rồi. Ui, hello rồng. Ui, các bạn thấy rồng chưa? Sức mạnh vẫn giữ nguyên nhá. Lần trước cũng hất mình cao như vậy á. Nhưng mà lần này mình đã khác rồi, mình đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Tiêu diệt nào. Rồi, ổn ổn. Chúng ta cùng nhau qua cái chỗ tiếp theo nào. Ui, còn bắn mình nữa kìa. Hồi nãy đi mình quên mang theo những cái lọ thủy tinh nữa để mình có thể lấy hơi thở của rồng mang về á. Cái đó cũng khá là hiếm. Rồi, giờ mình sẽ qua đây tiêu diệt thêm ba cái này nữa. Đáp xuống. Ui. Còn dùng cái chính cái pha lê của con rồng này để gây sát thương cho rồng nữa chứ. Wow, rồi. Tiêu diệt nào. Ui. Ủa sao mình quánh ở đây mà rồng lại bị dính sát thương ta? Thật là kỳ lạ. Ui. Ui, và con rồng này nó kiểu như là không có tôn trọng những cái đàn em nó đâu. Tiêu diệt luôn những cái tên Enderman ở phía dưới ấy. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ bay đua với rồng thử nhá. Đây. Rồi, chuẩn bị nào. Chuẩn bị nằm xuống nào, con rồng kia. Chuẩn bị nằm xuống nào. Đứng lại. Cái chổi mình bẻ cua chậm quá. Nè, các bạn thấy nè. Tốc độ bẻ cua rất là chậm luôn. Rồi, chạy không thoát đâu rồng à. Rồi, chúng ta cùng nhau tiêu diệt con rồng nào. Ui, bẻ cua chổi ơi. Thì không thể nào điều khiển được. Ui. Chết, mình chết đó thôi. Ăn vô. Vì là thanh kiếm này vẫn có khả năng one shot được rồng đó mọi người. Đúng là thanh kiếm và bộ giáp diệt rồng mà. Thông thường thì mình mất rất là nhiều thời gian á. Nhưng mà chỉ với một hit thôi mình có thể tiêu diệt được con rồng này rồi. Wow, thật là tuyệt. Và coi nó đã mở cái cánh cổng khác chưa. Tại vì mình cần thật là nhiều những cái cánh cổng như vậy ấy. Để sắp tới mình tìm thêm những cái quả trứng rồng nha. Và theo như mình biết á, thì ở dưới đây vẫn còn thêm những cái quả trứng rồng. Nhưng mà nó khá là gần cái khu vực thành phố kết thúc. Cho nên mình phải cố gắng tiêu diệt thật là nhiều những cái con rồng Ender như thế. Để cho nó mở ra những cánh cổng như vậy nè. Dẫn tới những cái đảo bay khác. Rồi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ quay về nhà thôi. Nghỉ ngơi sau chặng đường dài chiến đấu rồi. Về. Đó. Về nhà là nghe mấy tiếng đàn tiên à. Và bộ giáp này nó rất là mạnh luôn. Cho nên chắc mình sẽ cất vào trong đi. Mình sẽ chế tạo một cái rương Ender để mình cho cái giáp rồng này vào, cũng như thanh kiếm rồng này á. Không thôi thì mình sợ là mình sẽ không kiềm chế được và sử dụng nó thường xuyên. Như vậy thì không có hay đâu. Kế tiếp thì mình sẽ lấy hắc diêm thạch ra. Coi nào, hắc diêm thạch ở đây. Và mình cần cho vào cái bàn chế tạo theo công thức là như vậy. Bao bọc lại. Đó, một cái rương Ender. Rồi, sau đó mình sẽ đặt cái rương Ender ngay vị trí này đi. Đó, cho cái giáp rồng nè.
hoặc thanh kiếm rồng vào, cũng như là những cái ngọc rồng nữa ấy. Ngọc rồng này rất là nguy hiểm luôn, lỡ mà ai nhặt được thì là chế tạo thanh kiếm như vậy tiêu diệt mình là toan á. Rồi giờ thì tiếp tục với tiếp tục với bộ giáp rồng online của mình thôi. Đây là bộ giáp mình rất là thích tại vì cho mình khả năng nhìn trong bóng đêm rất là tuyệt luôn. Còn giờ thì chắc mình sẽ ngủ cũng như là dọn dẹp đồ một cái để chúng ta cùng nhau bắt đầu công việc tiếp theo nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ mang một cái quả trứng rồng hoang dã ra để ấp nhá. Hôm trước mình ấp quả trứng rồng đỏ rồi, và bây giờ chắc mình sẽ ấp cái quả trứng bronze đi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái bật lửa ra cái đã. Đây cái bật lửa của mình hôm trước nè. Rồi giờ thì mình sẽ đi ấp cái quả trứng này, và lần này thì mình sẽ ấp trước mặt của rồng đỏ luôn. Để coi nào. Đó, để cho rồng đỏ biết cái cách mà mình có thể ấp được rồng đỏ ấy. Rồi giờ lại đây thôi nào. Coi rồng mồi xương của mình nè. Dù sao thì mình thấy rồng xương cũng rất là tuyệt, cho khả năng đi xuyên tường luôn á. Nhưng mà rất tiếc mình thì không có khả năng giống như vậy, nên mất rất là nhiều máu. Rồi mình nhìn nào. Wow, cái quả tim của rồng kìa. Rồi giờ thì lại đây, và chúng ta cùng nhau ấp cái quả trứng này nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt quả trứng rồng xuống trước. Kế tiếp mình sẽ châm lửa lên để cho quả trứng xoay xoay hấp thụ cái sức mạnh của lửa vào nha. Đó, đây chính là cách mà hồi xưa mình đã ấp rồng đỏ nè các bạn. Wow, coi rồng đỏ kìa. Còn gầm lên nữa, và mỗi khi gầm á thì rồng đỏ sẽ cho mình sức mạnh như vậy nè, để mình có thể chiến đấu khỏe hơn ấy các bạn. Rồi, thì đợi cho quả trứng rồng này lớn lên thôi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao những cái bé rồng bên kia vẫn chưa có chịu đẻ trứng cho mình nữa. Hay là phải mất một khoảng thời gian để cho mấy bé ấy quen nhau ấy rồi mới sinh sản được. Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà mình nhớ là trong Minecraft á, thì khi mà những con vật nó hiện trái tim lên với nhau, tức là nó đã có tình cảm và đã có thể sinh sản rồi. Nhưng mà với mấy bé rồng có vẻ hơi khác. Rồi giờ thì đợi cho quả trứng bronze này nở ra thôi. Nhưng mà trước khi quả trứng rồng này nở thì mình cần phải về nhà lấy cái cây gậy rồng cái đã. Đây gậy đây, và cũng như là cái horn nữa để mình có thể giữ bé rồng lại ấy, để không thôi bé chạy lung tung. Rồi trở lại cái khu căn cứ và qua bên kia thôi, mặc cánh vào bay cho nó nhanh nha. Rồi lại đây. Ui tắt lửa rồi, mình phải châm lửa liên tục á, để không thôi là bé rồng này không có nở ra kịp đâu. Đó, và sau khi nở thì mình sẽ cho bé ấy ăn con cá đầu tiên, đó chính là con cá tưới sống nhá. Đây là 6 con cá cuối cùng của mình á. Rồi, và coi bé này có đói chưa, để mình cho ăn luôn cái. Lâu rồi mình cũng chưa có qua đây chơi với bé này nữa. Ui còn mất máu nè, ăn vô đi em. Đó, đầy máu cũng như là no bụng rồi đó. Rồi châm lửa lên nào. Rồi giờ thì chỉ cần đợi thôi. Và hai bé rồng lá có vẻ khá là lớn rồi đó, một xíu đi cắt vải rồng thôi nào. ui mau tắt vậy. Đã tới lúc để chúng ta thu hoạch những cái vải rồng rồi đó. Và coi cái kéo hình như mình để trong đây thì phải đúng không. Ủa ui như kéo mình để trong nhà rồi. Một xíu quay về nhà để lấy cây kéo gấp, không thôi là cắt vải không kịp á. Tranh thủ lúc mấy bé còn trẻ, còn nhỏ như vậy nè, thì mình sẽ cắt được nhiều hơn, cũng như là khả năng hồi phục nó nhanh hơn á. Rồi thêm một lần nữa nè, vào trong nhà lấy cây kéo ra luôn. Ui dây ăn. Được rồi. Và những bé rồng hoang dã thì khá là hiền ở giai đoạn đầu, không có chạy lung tung giống như mấy bé rồng nguyên tố. Mấy bé rồng nguyên tố nghịch lắm. Rồi giờ mình sẽ thử huấn luyện bằng cây gậy này coi. Đó, đây là chế độ để cho bé ấy ngồi nè. Rồi, cái này có đi theo mình không? Chế độ này thì vẫn chưa có đi theo mình. Wandering. Như chế độ này để cho bé ấy kiểu như là sinh sản sao á. Thôi tạm thời đứng yên đi. Và giai đoạn đầu thì mình sẽ cho bé rồng này đứng cạnh bé rồng đỏ nè. Tại vì với sức mạnh của rồng đỏ thì mình tin chắc rằng có thể bảo vệ bé rồng bronze này. Rồi ở đây nhá, ở đây với rồng đỏ nhá. Cũng như là rồng đỏ nhớ bảo vệ rồng xương luôn. Còn giờ thì mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ cắt vải thôi nào. Cắt vải rồng xanh các bạn ơi. Nhưng mà mình để cây kéo nó trong nhà rồi. Bình tĩnh. Rồi bình thường rồi nè. Rồi sau đó mình sẽ vào đây. Đây kéo để trong rương. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau cắt vải của rồng lá thôi. Hai bé rồng này chắc mình sẽ cắt nhanh á. Coi nào. Rồi hai bé này cứ quấn quýt bên nhau mãi à. Được hai vải rồng nè. Bé này cắt không được hả? Ồ được 6 rồi. Đó phải vậy chứ. Rồi coi có đẻ trứng cho mình chưa. Ủa sao chưa đẻ nữa hả? Có cần thêm cá không? Đây cho ăn thêm cá nè. Đúng rồi. Đứng với nhau đi.
Ừ, sao không chịu đẻ trứng cho mình nhờ? Sinh con đi mà. Đây đây ăn cá đi đi, còn hai con cuối cùng á. Ui, không đẻ thì mình cũng bó tay luôn à. Chứ mình đâu còn cách nào để cho mấy bé bé ấy đẻ đâu. Còn bé này thì mình chưa có miếng miếng mút nữa. Nhưng trong đây mình còn một cái đúng không? Ui. Ui, nhưng mình hết mút luôn hả? Ủa sao thùng phục bé kia ta? Tại vì phải có mút thì mình mới có thể thùng phục được. Mút biển. Rồi, xong luôn rồi. À đây đây, còn một cái. Rồi, tranh thủ nha. Cho vào cái lò nung coi. Rồi, nung lên đi. Ủa, miếng này miếng mút khô rồi mà, quên nữa, quên nữa. Rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài và hy vọng thôi. Hy vọng sự may mắn sẽ giúp mình thuần phục cái bé kỳ lân biển này nhá. Mình chỉ còn một cái thôi à, hy vọng là chịu nha. Chịu chịu nha, chịu nha. Rồi, xong. Mình có một cái mà bé không chịu rồi, nhưng mất hai hay ba cái gì lận. Ồ, tiếc cái luôn, thôi kệ, tạm thời cho bé ở đây bằng cách làm giữ lại bằng sợi dây thôi, chứ mình không có nào thuần phục được rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử mặc giáp cho bé rồng rồng xương của mình coi coi. Ở đây mình có giáp emerald nè, mình nghĩ giáp emerald này kết hợp với bộ da của bé rồng này thì sẽ rất là đẹp á. Rồi, ui, ồ, hình như rồng xương không cắt vải được. Rồng xương mình chỉ cắt là nó chỉ hư kéo thôi, nhưng không thể nào cắt vải được, tại tại vì còn đúng bộ xương thôi mà. Làm gì còn vải đâu mà cắt. Ha. Rồi giờ mình sẽ mặc giáp vào nè. Wow, ngầu thiệt, ngầu thiệt. Ủa, có biết phun gì không? Ồ, tuyệt chiêu bé này chỉ là hả miệng thôi à. Nè các bạn thấy nè, bé ấy hả miệng nè, chứ đâu có phun ra được cái luồng lửa hay là băng gì đâu. Không có nước luôn, không có gì luôn á. Chắc bé ấy chưa đủ lớn để có thể sử dụng tuyệt chiêu rồi. thôi kệ, dùng bé ấy làm phương tiện di chuyển cũng được. Và khả năng bay thì cũng giống như bé bé rồng khác à, bay cũng rất nhanh. Và đây có những cái con đại bàng nè. Coi nào. Ở gần đây coi coi có bé thỏ nào không, dẫn về để chúng ta nuôi luôn. Tại vì đại bàng thích ăn thỏ. Coi coi bé này có xuống nước có bị gì không nhá. Ồ, bé này vẫn giống như mấy bé rồng khác. Khi đi xuống nước sẽ bị dịch chuyển vào vào đất liền liền luôn á. Vẫn giống như bé mấy bé rồng khác. Trên đây có mấy con lama nè. Bên đây cũng vậy. Có vẻ khu vực bên đây khá là yên bình rồi, sau đợt mà mình tiêu diệt cái tên Ryaruru ấy. Còn bên đây là khu vực đầm lầy, chỗ mà mình farm slime. Và giờ mình sẽ coi coi mấy cái chỗ trứng rồng nước mình lấy hết chưa. À đây đây đây, còn trứng rồng nước nè. Hôm bữa mình lấy sót ấy, mình sẽ lấy về để sắp tới mình ấp đủ một cặp luôn nhá. Ở nhà mình chỉ mới có một bé rồng nước à. Rồi, một quả trứng nữa là đủ rồi. Ở đây có sánh đất, đất bật lùi á. Còn sách này chắc không cần đâu. Còn bên đây coi, sách đó ở nhà mình có rất là nhiều rồi. À, có thẻ tên nè, mình sẽ gom đủ thật là nhiều những cái thẻ tên đó, thì sau này mình sẽ đặt tên cho mấy bé rồng một lượt luôn nhá. Thẻ tên nữa nè, rồi giờ thì về nhà thôi. Mình sẽ đi, à quên nữa, có thịt zombie. Ở đây đây đây, thịt zombie đây, tại vì mấy bé rồng á cũng khá là thích ăn thịt zombie á. Đó, thành ra mình cứ mang theo phòng ngừa trường hợp mấy bé đói đi. Rồi, bay qua khu vực bên đây một xíu nào. Ô, các bạn ơi, vùng vùng đất kim cương sát nhà mình luôn mà hôm bữa mình không biết. Mình chế tạo nguyên cánh cổng tốn quá trời kim cương luôn. Thì ra nó ở sát bên mình à. Ôi là mình mất quá trời kim cương luôn á. Ồ, vậy là hôm nào buồn buồn mình cứ qua đây gom vài chục stack khối kim cương về nhà xây nhà thôi. Tại vì mình có một cái ước mơ trong Minecraft ấy là xây được một ngôi nhà kim cương, nhưng mà chưa có thực hiện được. Để sắp tới mình sẽ farm thật là nhiều kim cương, rồi sau đó mình sẽ về nhà và xây cái nhà bằng khối kim cương nhá. Không biết rằng ấy, các bạn có thích xây nhà bằng khối kim cương không ta? Mình thì cực kỳ thích luôn. Ui ui ui. Ui, ở đây có mấy con đại bàng hung hăng nè. Ui, nó định tiêu diệt mình á. Ui, mấy con đại bàng nó nguy hiểm quá hả. Mình bay ngang thôi mà nó cũng tiêu diệt mình nữa. Ui, không chơi mấy con đó đâu, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Rồi, giờ thì mình sẽ bay về nhà một cái đã. hôm nay khám phá qua một vùng đất kim cương cạnh nhà luôn chứ. Thiệt là thích luôn á. Rồi, giờ về nhà nào. Bé rồng này chắc mình sẽ ở đây đi, tại vì nhìn bé rồng này khá là yếu ớt các bạn ơi. Chỉ có đúng bộ xương à, mình thấy cả trái tim của bé ấy luôn á. Nè,
Nhìn rất là tội nghiệp luôn, nên chắc mình sẽ sử dụng bé này thường xuyên á. Rồi, và khả năng chiến đấu của bé ấy cũng bằng không nữa, cho nên chắc mình sẽ sử dụng bé này đi, chỉ với mục đích là di chuyển qua lại thôi ấy. Rồi, và tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã up được một cái bé rồng bronze rồi. Giờ thì mình sẽ gửi bé rồng bronze đó cho bé rồng đỏ của mình trong chừng nhá. Đây, ở đây với bé rồng đỏ đi, và coi ban đêm có ngủ chung không. Coi nào. Ủa đâu rồi? À đây 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 đây, ngủ đây ngủ đây, nhỏ quá không thấy. À, ngủ đi cho mau lớn nhá. Và ngoài ra thì rồng nước của mình coi nào. Rồng nước của mình hình như đây là rồng rồng đực đúng không? Kiểm tra thêm một lần nữa. À không. Ủa này rồng bắn mà. Ô rồng nước bên đây tối quá. Cái bộ lông, ủa bộ da đổi màu luôn chứ. Đúng rồi, đây là rồng đực nè. Chắc mình sẽ ấp thêm một quả trứng rồng nước cạnh đây nữa đi. Đó, để hy vọng đây là quả trứng rồng nước nở ra rồng cái nhé, để cho bé rồng này có bạn trong thời gian sắp tới luôn. Rồi, và sắp tới thì mình sẽ cố gắng chế tạo thêm những cái bộ giáp rồng từ những mấy cái vải rồng nhá, cũng như là chờ đợi coi mấy bé rồng này có sinh sản không, chứ giờ mình chưa thấy sinh sản á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.